Rồi, phần cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần tay nữa nhé. Tay của nàng tiên cá. Thì các bạn sẽ xỏ dây vào cho mình ở vị trí hai hộp này này. Đó. Đó. Các bạn sẽ lấy nguyên hạt trắng nhé. Các bạn lấy cho mình 3 hạt màu trắng này. Chéo qua hai cái hộp này tạo thành vòng 5 nhé. Làm đúng theo chiều của mình nhé các bạn nhé. Chiều đi ở bên phía trên. Đó. Được vòng 5. Các bạn lùi lại, tiến lại một hạt. Một hạt đây nhé. Rồi, các bạn lấy tiếp cho mình 3 hạt. Bắt chéo. Tạo thành vòng 4 nhé. Đó. Tiếp tục lại tiến sang một hạt nữa. Các bạn lại lấy 2 hạt nữa cho mình. Bắt chéo. Tạo thành vòng 4. Vậy là chúng ta xong cái tay. Rồi các bạn sẽ lại xỏ xuống. Và chúng ta sẽ đi sang bên cái phần bên này để làm cái tay tương tự. Chưa. Xin lỗi các bạn, còn một cái nữa. Còn một cái vòng 3 ở phía trên nữa. Chúng ta xỏ dây lại nhé. Xong cái tay. Rồi giờ chúng ta lại chuyển sang bên phía bên kia để chúng ta làm tiếp cái phần tay tương tự nhé. Các bạn làm từ dưới lên trên thì dễ nhá. Đây. Xỏ vào hai cái hạt đây. Một. Hai. Rồi. Làm tương tự như cái tay bên kia. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm nàng tiên cá bằng hạt cườm. Rất là dễ đúng không các bạn?
cách làm của mình là mình làm theo ý hiểu chứ mình không làm theo sách vở nữa các bạn nhé. Làm theo sách có nhiều nó phức tạp lắm. Cái này mình sẽ làm hướng dẫn làm sao cho các bạn thật là dễ hiểu nhất, mà các bạn lần đầu tiên các bạn đến với Kết Cường các bạn cũng có thể làm được luôn. Nó không quá khó, chẳng qua là các bạn chỉ cần kiên trì cho mình thôi. Có nghĩa là không nên nóng bộ, chúng ta phải thật là kiên trì và bình tĩnh. Thì mình nghĩ là theo cái cách làm hướng dẫn của mình nó quá dễ luôn rồi. Các bạn nhìn thì các bạn cũng có thể làm được. Chỉ cần đi theo đúng đường dây của mình, làm kim cho nhanh. Còn làm 2 giây thì cũng được, nhưng mà 2 giây lâu lắm. Nếu mà các bạn làm sản phẩm móc khóa, cả 100 cái móc khóa mà các bạn cứ ngồi xỏ bằng 2 giây thì một ngày các bạn chỉ xỏ được bèo nhất chỉ được 5 sản phẩm thôi. Nhưng mà thay vì làm kim thì các bạn làm được rất là nhiều, rất là nhanh nữa. Có ngày mình làm cả mấy chục cái. Nói chung là làm nhanh lắm. Nếu mà có thêm người làm phụ nữa thì nó sẽ đạt năng suất hơn. Đó, xong là cắt dây. Vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn một nàng tiên cá rất là xinh đẹp. Như thế này các bạn có thể mix với một cái lọ hoa gì đó, hoặc là một cái đổ để cắm bút cũng được nhá. Thì hôm sau nếu mà có gì thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đồ cắm bút đi các bạn ạ. Cái đồ cắm bút thì chúng ta sẽ có thể để cái nàng tiên cá này bên thì nó cũng rất là xinh ạ. Rồi, nếu yêu thích cách làm của mình thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Hoặc là có thắc mắc gì các bạn có thể comment trực tiếp, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình theo số Zalo 0349577863 nhé. Ở trong này có rất là nhiều sản phẩm những mẫu mới mình up lên, thì nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn có thể lấy tham khảo, và các bạn có thể yêu cầu mình sẽ làm hướng dẫn nhé. Rồi, xin chào.